Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một sản phẩm thuốc trừ bệnh Agrofast 80WB, một sản phẩm thuốc trừ bệnh hiệu quả cho cây trồng với thành phần chính bao gồm Forcetel Aluminium. Thuốc thấm sâu vào cây rất là nhanh, di chuyển từ thân, lá xuống rễ và ngược lại, giúp tiêu diệt nấm bệnh. Thuốc còn có khả năng phòng trừ bệnh chết nhanh, thối thân, thối rễ, xương mai và phấn trắng trên cây rau, dưa, hành, tỏi. Ngoài ra còn đặc trị các bệnh như thối nõn ở cây dứa, nứt thân xì mũ và thối quả nhãn. Không chỉ vậy, còn có tác dụng với các bệnh như đốm lá và thối rễ ở cây hoa cảnh. Pha một gói 20g thuốc cho mỗi bình phun 16 lít nước, thời gian cách ly là 14 ngày. Bà con nào mình muốn mua có thể liên hệ vào số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin về sản phẩm.